Công nghệ ưu việt khiến UAV MQ-9 Reaper của Mỹ đắt ngang một chiếc tiêm kích Nga. Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vụ đụng độ hai tiêm kích Su-27 siêu cơ động của Nga trên Biển Đen dẫn đến việc chiếc UAV đa nhiệm cực mạnh MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bị rơi, khiến cho cái tên mã định danh của nó trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng không phải là vụ việc đáng chú ý nhất liên quan đến dòng máy bay không người lái kế nhiệm MQ-1 Predator đình đám này. Với cả chức năng trinh sát và giám sát tầm cao, cùng những cảm biến cực kỳ hiện đại, khả năng tấn công mặt đất với những vũ khí vô cùng chính xác, khi mà các chỉ huy trên mặt đất chỉ cần xác định chính xác vị trí mục tiêu là chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt. Đến cả khả năng chưa từng có ở bất kỳ loại UAV quân sự nào trên thế giới. Khả năng không chiến bằng các tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder cực kỳ chính xác. MQ-9 là một cánh tay đắc lực giúp quân đội Mỹ làm mưa làm gió trên khắp các chiến trường và vùng xung đột mà họ tham gia suốt hơn một thập kỷ qua. Trong đó, vụ việc nổi tiếng nhất liên quan đến dòng UAV sát thủ thế hệ thứ hai này là vụ hạ sát Qasem Soleimani, chỉ huy cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bằng các tên lửa không đối đất chống tăng Hellfire uy lực. Sau video, UAV Mỹ làm lộ điểm yếu không quân Nga kỳ trước của chúng tôi, quân sự mở nhận thấy cần phải gửi tới quý vị khán giả của mình một góc nhìn tổng quan về cách thức người Mỹ sử dụng loại UAV sát thủ đáng sợ này trong toàn bộ chiến lược không quân toàn cầu của họ. Qua đó, lý giải rõ ràng hơn về cán cân sức mạnh giữa Hoa Kỳ và các đối thủ, để quý vị có thể hiểu hơn về thế giới quân sự ngày nay. Trong khi mức giá lên tới 30 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, MQ-9 cũng là loại UAV cỡ lớn có số lượng nhiều nhất trong quân đội Mỹ, với ít nhất 366 chiếc đã được họ đặt hàng. Điều này biến tổng ngân sách dành riêng cho việc mua sắm loại máy bay không người lái đa nhiệm tiên tiến này lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Con số này khủng khiếp như thế nào? Như trong video trước chúng tôi đã từng chỉ ra, ngân sách quân đội Nga dành cho toàn bộ lực lượng không quân của họ trong một năm chỉ nằm ở mức trên dưới 7 tỷ đô la Mỹ. Nó khiến cho nếu Nga muốn mua sắm một số lượng tương tự những chiếc máy bay không người lái tiện dụng này cho việc không chỉ giám sát toàn bộ biên giới rộng lớn và các vùng lãnh thổ có liên kết địa chiến lược trực tiếp với họ như ở Syria, Belarus hay trên Biển Đen, mà còn có thể tấn công mục tiêu ngay khi chúng vừa xuất hiện với thời gian tuần tiễu lên đến hơn một ngày trời lãng vãng trên không bằng những vũ khí uy lực và cực kỳ chính xác. Họ phải cho không quân của mình nhịn đói hít thở khí trời tối thiểu một năm rưỡi. Nhưng vì sẽ không có chuyện này xảy ra, và vì mức ngân sách càng thấp thì càng khó trích ra các khoản lớn để mua sắm vũ khí mới, người Nga có thể sẽ phải dè sẻn mua khoảng dăm ba chiếc mỗi năm. Và nếu như vậy, có lẽ họ sẽ phải mất đến hàng trăm năm để mua đủ số lượng UAV MQ-9 Reaper mà người Mỹ đã đặt hàng nhà sản xuất General Atomics, hoặc là không bao giờ. Mà cái khả năng không bao giờ đó lại càng được củng cố nhiều hơn khi mà chúng ta xét đến việc Nga sẽ không có đủ tiềm lực để chi cho quá trình phát triển cũng như công nghệ ưu việt để nghiên cứu và chế tạo một chiếc UAV tinh vi như MQ-9 Reaper trước khi Bộ Quốc phòng Nga sụp đổ hoàn toàn vì mức giá của nó, trong khi vẫn phải duy trì một mức ngân sách khổng lồ cho các lực lượng còn lại, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, là con bài tẩy để bên trong thì mị dân, bên ngoài thì bảo vệ quyền lực và tham nhũng, mối lợi trước mắt của các quan chức chính quyền Putin. Đương nhiên, còn có cả khả năng bại trận đang càng ngày càng hiện hữu trên đất Ukraine nữa. Còn với Trung Quốc thì sao? Mặc dù mức ngân sách quốc phòng thực tế của họ, theo các ước tính của nước ngoài, nằm ở mức 300 tỷ đô la Mỹ so với khoảng 230 tỷ đô la Mỹ mà họ công bố. Bất cứ mức ngân sách nào trong số này với họ đều là chưa đủ để phân bổ riêng một số tiền lên đến 10 tỷ đô la Mỹ cho khoảng hơn 300 chiếc UAV có tính năng tương đương với MQ-9. Có quá nhiều thứ để chi tiêu cho quân đội của một siêu cường sao chép mới nổi, để đầu tiên là tranh phong với Mỹ ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và sau đó là đánh bại vị thế của họ trên phạm vi toàn cầu, ít nhất thì là trên phương diện tham vọng. Hàng loạt tàu sân bay mới và sắp hạ thủy, các dự án tàu khu trục đình đám, các tiêm kích J-20 và J-31, đủ thứ đủ loại đang ngốn cạn nguồn ngân sách vốn được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách sai lầm từ nhiều đời Tổng thống Mỹ, nhất là xu hướng toàn cầu hóa do chính quyền Bill Clinton thúc đẩy, nhưng cũng bị tiêu hao và lãng phí quá nhiều vì những đại dự án tưởng hại được người mà lại hại chính mình như vành đai con đường,
tình trạng tham nhũng khủng khiếp bậc nhất xưa nay, chi tiền để đàn áp hàng trăm triệu người dân vốn là lực lượng lao động hùng hậu như 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999, hàng chục triệu người duy ngô nhĩ ở Tân Cương ít nhất là từ năm 2014, và đặc biệt là một số tiền khổng lồ bị lãng phí bởi cách thức đối phó với đại dịch không giống ai của một chính thể lưu manh mà xuẩn ngốc. Trên thực tế, chúng tôi chưa thấy loại UAV nào của Trung Quốc có tính năng tương tự như MQ-9. Và đây, chúng ta trở lại với câu hỏi chính của video ngày hôm nay. Vì sao mà MQ-9 Reaper lại có mức giá đắt đỏ đến như vậy? Mức giá 30 triệu đô la Mỹ, thậm chí đắt ngang với một chiếc tiêm kích Su-30 của không quân Nga. Và nó cũng không thua kém các tiêm kích F-16 của Mỹ. Có thứ gì trong hồ lô bí mật của người Mỹ liên quan đến chiếc UAV sát thủ này? MQ-9 Reaper thực tế có thể hoạt động với hai chế độ là tự động hoặc điều khiển từ xa. Với chức năng điều khiển từ xa, độ trễ của tín hiệu chỉ vào khoảng 1,2 giây đồng hồ. Phi công có thể ra lệnh cho chiếc máy bay với độ trễ tín hiệu rất ngắn, trong khi lưu lượng dữ liệu thu thập được từ các cảm biến cực kỳ hiện đại lại là một con số khổng lồ. MQ-9 Reaper có thể mang theo các khối cảm biến Argus-IS với 368 camera, chụp được khoảng 5 triệu pixel mỗi camera, tương đương với một bức ảnh khổng lồ có độ phân giải cực kỳ khủng khiếp với diện tích 100 km2 và 1,8 tỷ pixel. Nó có thể thu hết cả hình ảnh của một thành phố lớn trong một bức ảnh. Mặc dù video của bộ cảm biến này thu được chỉ có tốc độ 14 khung hình một giây, thấp hơn chuẩn thấp nhất trong điện ảnh hay truyền thông là 24 hình một giây. Tuy nhiên, một đoạn video dài vài phút do chúng ghi lại có thể lên đến hàng terabyte dữ liệu. Với các quý vị chưa biết, một bộ phim chuẩn Full HD dài khoảng 100 phút có dung lượng vào khoảng 10 GB. 1 TB bằng 1024 GB. Trên thế giới hiện nay, có lẽ chỉ có Hoa Kỳ mới có thể chơi sang trong việc truyền tải hình ảnh phân giải cao với diện tích lớn theo thời gian thực qua vệ tinh như vậy. Các camera của MQ-9 Reaper có thể đọc được biển số xe ở khoảng cách 3,2 km và có thể phân tích các chỉ số sinh trắc cơ bản của một cá nhân ở khoảng cách mà người ta còn chưa thể phát hiện ra sự hiện diện của chúng. Như quý vị đã biết, Hoa Kỳ là cường quốc tiên phong trong việc ứng dụng các UAV vào trong lĩnh vực quân sự và càng có kinh nghiệm nhiều nhất trong việc biến những chiếc drone này trở thành máy bay tấn công mặt đất thay vì chỉ là phương tiện giám sát đường không. Trong khi Bayraktar TB2, loại UAV đình đám của Thổ Nhĩ Kỳ mà người Ukraine đã rất ưa chuộng vào giai đoạn đầu của cuộc chiến với hoạt động hiệu quả trong việc trinh sát và tấn công các vị trí của quân đội Nga, chỉ mang được khoảng 150 kg vũ khí. MQ-9 Reaper mang được tối đa hơn 1 tấn vũ khí với 16 tên lửa đối đất Hellfire hoặc những quả bom dẫn đường laser GBU-12 hoặc bom dây đam GBU-38 với mỗi vũ khí nặng tới 230 kg, vượt qua tải trọng vũ khí tổng thể của Bayraktar TB2 rất nhiều. Điều này lý giải một phần vì sao TB2 có giá từ 5 đến 6 triệu đô la Mỹ một chiếc, còn MQ-9 Reaper thì lại đắt gấp từ 5 đến 6 lần. Khả năng mang tải vũ khí lớn của MQ-9 mang đến cho các chỉ huy không quân Hoa Kỳ nhiều lựa chọn cho cấu hình vũ khí mang theo tùy theo nhiệm vụ. Trong khi TB2 gần như chỉ có thể mang theo các vũ khí kém uy lực như tên lửa chống tăng hạng nhẹ hoặc lựu đạn và bom không dẫn đường cỡ nhỏ, MQ-9 có khả năng thực hiện nhiều dạng nhiệm vụ, từ tuần tiểu trinh sát tới việc phá hủy hoặc ám sát với các tên lửa Hellfire chống lại các xe bọc thép và bom ke với tầm bắn lên đến 10 km. Và với tối đa 2 quả bom dẫn đường laser hoặc là GPS cỡ 500 cân Anh để phá hủy cả những mục tiêu cỡ lớn. Đây là những vũ khí có uy lực khủng khiếp, độ chính xác cao và có tầm lượng xa đáng kể để giữ chiếc UAV cách xa các hệ thống phòng không của đối phương nhất có thể. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả khả năng mà người Mỹ đã trang bị cho chiếc UAV đa nhiệm bậc nhất trong không quân của họ. MQ-9 thậm chí còn được chuẩn bị cho khả năng không chiến với các tên lửa phòng không Vakvoi Stinger chứa danh trên chiến trường Ukraine hoặc là cả các tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder lợi hại, thứ đã bắn rơi khí cầu do thám Trung Quốc hồi đầu tháng 2 năm 2023 vừa qua. Không có một loại UAV nào trên thế giới hiện nay được trang bị khả năng này. Người Mỹ đã cẩn thận chuẩn bị cho chiếc UAV của mình khả năng phản đòn các tiêm kích đối phương một khi có nguy cơ nổ ra xung đột trên không.
Nhưng đáng tiếc là họ đã không trang bị các tên lửa đối không cho chiếc UAV xấu số đã bị hai chiếc Su-27 của Nga làm rơi trên Biển Đen. Thực ra, không phải đến MQ-9 Reaper thì các kỹ sư quốc phòng Hoa Kỳ mới trang bị khả năng không chiến, mà ngay với các UAV MQ-1 Predator, người Mỹ cũng đã trang bị cho chúng năng lực này từ lâu. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2002, chưa đầy 3 tháng trước khi chiến dịch tự do Iraq bắt đầu, một chiếc Predator trang bị Stinger đang thực hiện trinh sát trong vùng cấm bay thì một chiếc MiG-25 của Iraq lao vào tấn công. Predator đã bắn tên lửa vào chiếc MiG-25 và hình ảnh trên TV cho thấy vệt khói của hai tên lửa giao nhau giữa không trung. Thật không may, tên lửa của MiG đã bắn hạ Predator. Nhưng không quân Iraq dường như đã rút ra kết luận mà Hoa Kỳ muốn họ biết, rằng không có tương lai trong việc chống lại Predator được trang bị Stinger, không có thêm cuộc tấn công nào chống lại các UAV của Mỹ sau đó nữa. Nhìn chung, ngay cả khi được trang bị tên lửa Stinger hay AIM-9 Sidewinder, thì các UAV cánh quạt như MQ-1 Predator hay MQ-9 Reaper vẫn còn cách quá xa khả năng không chiến của những tiêm kích thực thụ. Ngay cả khi so sánh với các tiêm kích lạc hậu của một cường quốc có nền công nghiệp quốc phòng kém phát triển và phải nhập khẩu các linh kiện điện tử công nghệ cao từ phương Tây như Su-27 hoặc Su-30 của Nga. Tuy nhiên, nó mở ra một tương lai ứng dụng khủng khiếp khi các máy bay không người lái được trang bị những công nghệ hiện đại hơn như công nghệ tàng hình, động cơ phản lực hoặc thậm chí là động cơ scramjet như trong video cuộc đua Mỹ-Trung-Nga và ma thuật của vũ khí siêu vượt âm mà chúng tôi đã từng nhắc đến. Tốc độ siêu vượt âm của những tiêm kích tương lai có thể khiến cơ thể con người vượt quá sức chịu đựng khi tăng giảm tốc độ, nhưng với các phần mềm máy học AI thì không. Và Hoa Kỳ thì đang nắm ưu thế tuyệt đối trong việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào trong việc điều khiển các máy bay quân sự của họ, từ các tiêm kích đến các oanh tạc cơ. Năm 2008, lực lượng tấn công số 174 của lực lượng phòng không quốc gia New York bắt đầu chuyển đổi từ máy bay chiến đấu có người lái F-16 sang MQ-9A Reaper, trở thành đơn vị máy bay chiến đấu đầu tiên chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng máy bay chiến đấu không người lái UCAV. Việc sử dụng UAV hiện phổ biến đến mức vào năm 2017, lực lượng không quân Hoa Kỳ có nhiều việc làm cho người điều khiển máy bay không người lái hơn bất kỳ phi công cho loại máy bay đơn lẻ nào khác. Vào thời điểm đó, ngũ giác đài có 1.000 phi công lái máy bay không người lái so với 889 phi công lái máy bay vận tải C-17 Globemaster và 803 người lái máy bay F-16. Nó phản ánh một xu thế tất yếu trong không chiến nói riêng và không quân quân sự nói chung ở tương lai. Trừ phi, nhân loại có một sự thay đổi lớn trước khi con người hoàn toàn giao phó số phận của mình cho máy móc chi phối, thay vì thần thánh và tạo hóa. Tuy nhiên, đến trước khi sự thay đổi đó diễn ra, Nga hay kể cả Trung Quốc vẫn phải xách dép chạy dài mới có thể theo kịp tầm nhìn vượt trội của một cường quốc tự do, nơi nâng đỡ sức sáng tạo kinh người, vùng đất mà đấng sáng thế đã ban phước. Cũng giống như chính nước Nga hay mảnh đất thần châu Trung Quốc, mà mọi vùng đất trên thế gian này, trước khi những thể chế phản thiên bản đạo như Liên Xô hay Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện. MQ-9 Reaper có giá 30 triệu đô la Mỹ hay thậm chí là RQ-4 Global Hawk với mức giá lên tới 200 triệu đô la Mỹ là những thứ khác xa so với những UAV Orlan 10 với nắp bình xăng là nắp chai nhựa và cảm biến là một chiếc máy ảnh chân dụng Canon EOS 750D được tích hợp theo kiểu thủ công một cách thô thiển và đầy hổ thẹn. Bình luận hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quân sự mở và Hằng Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.